đây nó là con thị chúa nhưng mà trong khi nó đánh nhau với lại một con thị chúa mới để lên giành lại cái quyền lực. Đâu dạ, nó đó, cái con đó nó... bị con kia rút mất cái bộ phận mà nó có thể nó duy trì nội dung. Dạ, kể từ đó tới bây giờ thì nó không hoàn toàn không thể nào tin tưởng. Loài khỉ thì nó có cái xã hội sống của nó giống như con người, nó cũng có phân tầng riêng từng gia đình. Con mẹ vẫn coi và săn sóc những cái con đó. Mẹ con là chúa tể thầy khỉ. Mẹ mà là chúa tể siêu âm hả? Khu vực này chính là cái bãi khỉ mà buổi chiều mình thường hay cho nó ăn. Ở đây đường nào mà qua bển thì sao có bãi san hô bánh ha? Dạ, mình đi vào này là mình đi vào cái bãi lặn san hô. Là cái khu vực mà con thị chúa nó hay có mặt nhất. Ở khu vực phía trong này, xa không? Bãi lặn san hô bên đây sao? Ê, bãi lặn san hô ở đây có 200 nước à. Đâu là hô ảnh coi chơi. Thôi em đừng có nhử nhử, cho thì cho. Thì đưa đồ ăn cho nó nè. Đưa là đưa, không đưa thì thôi. Phan, mua bánh cho chủ yếu cho anh, chứ phải cho người đó chị. Khu vực trong này thì nó hơn dạ hơn, khách ít vào trong này hơn, do đó nó nhát người hơn. Còn khu vực ngoài kia thì chị né nó cũng không khó. Ăn bánh đi khỉ. Khỉ ăn bánh. Rồi. Rồi đang quay phim đó, cho nó ăn đi. Cầm đi. Lôi trong này quăng lên đi chị. Quăng rồi hả? Dạ, lôi khỉ trong này nó hơi hoang dã hơn. Nó chưa có hồng vú anh kia. Nó bú vú kìa anh chụp hình nè anh, nó bú vú. Nó bú vú kìa. Nó còn cái vú nằm kìa. Rồi ra đi. Thôi mấy con này nó cắn á. Thôi đi. Thôi đẻ đi đụng á. Ra thì ra. Hết rồi. Về, ẵm con.